Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Tết ở trên mây. Hôm nay thì là một ngày cực kỳ đẹp trời luôn. Mình dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho một ngày rất là năng động. Mà đến lúc đứng lên cân thì buồn quá, trời ơi. Tại vì thời gian trước khi dậy mình ăn hơi bị nhiều, cho nên là đã tăng một chút cân. Thời gian không phải một chút đâu, mình tăng cũng khá khá đấy. Nên là mình quyết định sẽ làm video này để có động lực giảm cân. Tại vì cũng nghỉ dịch mà, có gì làm đâu. Vừa cân xong quá là cay cú nên mình phải đi tập thể dục ngay. Về các bài tập thì chủ yếu mình sẽ tập của chị Chloe Ting và chị Emma Wong. Thì mình thấy hai chị này cũng khá là được mọi người recommend nhiều. Người mình thì là người dễ bị chóng mặt khi mà tập thể dục, cho nên mình sẽ tập nhẹ nhàng thôi. Link bài tập thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả cho mọi người cùng tham khảo nha. Tiện thể thì mình cũng sẽ test luôn là cái challenge của Chloe Ting nó có hiệu quả không. Buổi đầu tập lại thể dục sau một khoảng thời gian dài nên là dễ bị mệt cực mọi người ạ. Kiểu tập xong cảm thấy trời đất quay cuồng. Hôm nay thì mình sẽ ăn một món rất là ngon. Mình đã học được ở trên TikTok, đấy là món rong biển cuộn ức gà. Ức gà này thì là được trộn với cả đậu ấy, nên là ăn nó rất là ẩm và mềm, chứ nó không bị khô như bình thường mọi người hay ăn ức gà đâu. Mình thấy công thức này khá là dễ và cũng ngon nữa nên mọi người hãy thử nhé. Mình còn làm thêm cả kimbap để cho các em của mình ăn nữa. Thật là một người chị tuyệt vời. Tại vì sáng nay tập quá là mệt nên là chiều nay mình nghỉ một tí cho nó hồi sức. Thật ra là mới đầu tập mọi người cũng không nên quá sức quá đâu. Tối nay thì mình sẽ ăn một món mà mình rất là thích luôn. Nhưng mà món đấy thì phải chuẩn bị trước vài tiếng, nên là ăn trưa xong thì mình đã chuẩn bị rồi. Đấy là món overnight oatmeal, tức là yến mạch để qua đêm ấy. Nhưng mà mình không để qua đêm nên mình để mấy tiếng cũng được. Thường thì 4 đến 6 tiếng là nó ngon rồi ấy. Mình thề mọi người luôn, món này hơi bị ngon luôn ấy. Mà lại còn dễ làm nữa. Tại vì giảm cân mà nên là mình sẽ theo chế độ ăn ít clean một chút và sẽ cố gắng ăn những thực phẩm healthy hơn như là yến mạch này. Mọi người hay nghĩ là yến mạch khó ăn, nhưng mà thề luôn, nếu mà biết chế biến thì yến mạch hơi bị ngon ấy. Nhất là cái món này này, trời ơi. Công thức thì mình sẽ ghi ở trên video nên mọi người hãy đọc nhá. Cuối cùng cũng được ăn rồi. Ui, thấy cái món này ngon cực mọi người ạ, lại còn dễ nữa. Kiểu đổ hết các thứ vào trong một cái bát xong để qua đêm. Xong rồi, ăn thôi. Như kiểu là tiramisu phiên bản healthy ấy. Ngon quá, cảm động. Ngon cực ấy. Cảm ơn cô giáo đã sớm được đến giây phút này được ăn một bát oatmeal thật là ngon. Hello, hôm nay là ngày thứ hai rồi. Ủa, thật không thể tin được, chỉ với một ngày mình đã giảm được bao nhiêu nhở? Nửa cân. Trời ơi, sáng nay ngủ dậy người mình đau ê ẩm mọi người ạ. Chắc là tại hôm qua tập nặng quá. Nên là hôm nay thì mình sẽ chỉ tập khởi động nhẹ nhàng và giãn cơ vào buổi sáng thôi, để dành sức để chiều nay mình sẽ hát co hơn. More than a nuisance, what has it got to the world?
Tập xong thấy ngoài trời đang mưa tầm tã nên mình sẽ ăn món yêu thích của mình, đó chính là nui xào. Mình mới mua nui rau củ để trông cho nó nhiều màu xanh, cho nó healthy ấy. Nhưng mà cũng không biết là thành phần nó có nhiều rau củ hơn không. Cứ mỗi lúc không biết ăn gì thì mình sẽ ăn nui mọi người ạ, tại vì vừa nhanh lại còn vừa ngon nữa. Công thức sốt của nui thì mình sẽ thái thật nhiều cà chua và cho thêm một chút nước mắm nêm nếm. Cũng không hẳn là sốt gì đặc biệt đâu, nó chỉ là chỉ cần có một có vị một chút là được, tại vì ít clean thì nên hạn chế gia vị mọi người ạ. Đặc biệt mình sẽ cho thêm thật nhiều ngô, tại vì mình thích ăn ngô ngọt cực kỳ luôn. Bát của em mình thì sẽ được bonus thêm một miếng phô mai. Còn mình đang giảm cân nên là thôi nha. Cảm giác trời mưa nên là ăn ngon miệng hơn gấp mấy lần luôn ý. Nhưng mà thật ra là trời này ăn lẩu mới phê mọi người ạ. Ừ, nhưng làm gì có lẩu bây giờ. Mình sẽ lại tập tiếp nha, mình còn vẫn rất béo, trời ơi. Không sao, có công mài sắc có ngày nên kim. Chiều hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục tập nha mọi người ơi. Lại gặp chị Chloe Tinh và chị Emmy Wong kết thuộc. Trưa nay ăn no nên là chiều có sức tập hơn bao nhiêu. Vừa tập mình phải vừa niệm thần chú là sắp đẹp rồi, sắp sinh rồi. Trời ơi, cố lên, cố lên. Bình thường mình sẽ chỉ tập trong vòng 30 đến 45 phút thôi, tại vì nếu mà tập nhiều quá thì mình hay bị chóng mặt. Tại vì mới tập mà nên mọi người nên tập khoảng thời gian ngắn thôi. Nếu mà sau này quen rồi chúng ta có thể tăng thời gian lên một chút. Hello mọi người, mình vừa mới tập xong rồi vì quá là xấu nên... Vì quá là xấu nên mình phải dùng filter. Thì mỗi ngày mình sẽ tập kiểu nhẹ nhàng thôi, tại vì chủ yếu là ăn mà. Nên là bây giờ mình sẽ nghỉ ngơi một chút rồi đi tắm. Thực ra tập thể dục lúc tập thì mệt ý, nhưng mà tập xong cảm giác rất là sảng khoái. Chờ mãi cũng tới bữa tối. Hôm nay thì mình sẽ ăn tối nhẹ nhàng thôi. Mình ăn bánh mì đen với cả bơ lạc và bơ. Nhiều bơ quá, nhưng mà nó là hai loại bơ khác nhau nha. Mọi người đã thử sự kết hợp giữa bơ lạc và bơ bao giờ chưa? Kiểu đầu tiên mình cũng không nghĩ là nó sẽ hợp nhau đến mức này đâu, nhưng mà ăn ngon cực ý. Nó có vị béo béo bùi bùi, xong rồi ngọt ngọt ngậy ngậy của bơ và bơ lạc. Xong rồi bánh mì phải nướng giòn lên đã nha mọi người nhá, nó mới ngon. Ngày thứ 3 rồi, trời ơi hôm nay mình đã xuống đầu 4 mọi người ơi, vui quá. Cân xong quá là vui nên mình phải lao vào tập thể dục luôn. Hôm nay cũng cảm thấy người đỡ đau nhức hơn nữa nên là mình sẽ tập nhiều hơn một chút. Ui, cảm giác có động lực tập hẳn mọi người ạ. Tập mà không thấy mệt tí nào luôn ý. Buổi trưa hôm nay thì mình ăn canh chua thập cẩm, có cà chua này, dứa này, thêm một chút viên thả lẩu. Đợt trước mình ăn vẫn còn thừa này, có cái đậu hũ phô mai này mê cực luôn. Xong rồi ăn cả thịt nướng nữa. Trông ngon chưa? Ôi trời đẹp quá mọi người ơi. Có cả mặt trăng này. Ôi không hề phô xúc một tí nào, mặt trăng thật luôn, mặt trăng rất liềm ạ. Ôi trời ơi, thích quá nhỉ. So beautiful. Hôm nay để tập có nhiều sức hơn thì mình có ăn nhẹ một chút bằng một quả táo. Mọi người đã ăn táo với bơ lạc bao giờ chưa? Hình như mình bị cuồng bơ lạc hay sao ấy, mà ăn cái gì cũng phải cho bơ lạc vào, nhưng mà thề ngon cực. Mọi người phải thử nhá, ngon lắm ý. Trời
Trước khi đi ngủ thì mình có uống chanh mật ong nữa này. Thật ra hôm nào mình cũng uống đây, nhưng hôm nay mình nhớ ra để quay cho mọi người xem. Chanh mật ong thì rất là tốt luôn. Mọi người hãy xem đến cuối clip để mình nói rõ hơn về cái này nhé. Đến ngày thứ tư rồi, trời ơi, mình giảm cân một cách quá là hạnh phúc luôn, vượt ngoài sức mong đợi. Hôm nay thì mình cảm thấy việc tập thể dục cũng không còn mệt như mấy lần trước nữa. Chắc là cơ thể cũng quen dần rồi, nên là tập thể dục bây giờ đã trở thành niềm vui của cuộc sống. Trưa hôm nay mình sẽ thử một công thức cơm rang phiên bản yến mạch mới mà mình học ở trên TikTok. Trời ơi, dạo này học được rất nhiều công thức nấu ăn ở trên TikTok luôn. Món này thì mọi người sẽ ăn với topping gì cũng được, nhưng mà mình sẽ trộn yến mạch với cả trứng để tạo thành một cái hỗn hợp, một cái texture kiểu như cơm rang ấy, ăn nó cũng giòn giòn như thế. Topping của mình thì mình sẽ cho xúc xích với cả dứa, thêm cả ngô ngọt nữa. Thề cho dứa vào đúng là một quyết định thật là đúng đắn, tại vì kiểu bùng nổ hết cả vị giác luôn ấy. Món cơm rang này cũng khá là nhanh và dễ làm, và mình thấy ăn cũng ngon nữa, ăn như kiểu cơm rang bình thường ấy. Tất nhiên là nó sẽ không thể nào xôi thịt bằng, nhưng mà nó cảm giác rất là nhẹ bụng luôn. Chiều nay thì mình vừa nhận được cái dây nhảy mà hôm trước đặt ở trên Shopee, nên hôm nay sẽ test thử luôn. Lâu không nhảy dây cũng vui phết. Mà mình thấy chính ra nhảy dây cũng là một cách cardio rất là hiệu quả. Khá là mệt với mọi người ạ, trông thế thôi. Nhưng mà nếu mọi người cảm thấy hơi chán với việc tập cardio, những bài tập bình thường ấy, thì có thể chuyển sang nhảy dây. Thỉnh thoảng đổi gió sẽ khiến cho mình có thêm hứng thú với tập luyện hơn. Tối hôm nay thì lại ăn bánh mì bơ nha, nên lần này mình sẽ ăn với trứng. Thật ra mình vẫn thấy ăn với bơ lạc ngon hơn mọi người ạ. Nhưng mà quay video mà, nên là phải đa dạng một tí cho mọi người đỡ chán. Vậy là mình đã giảm được 51-48 là 3 cân trong vòng 4 ngày. Mặc dù đây không phải là một số cân quá lớn, nhưng đối với mình thì nó cũng là một khởi đầu rất là triển vọng. Bản thân mình thì cũng không phải là một chuyên gia dinh dưỡng hay là vận động viên gym chuyên nghiệp đâu, nhưng mà nếu mà bạn nào có tạng người mà dễ tăng cân như mình ấy, kiểu chỉ cần hít thở không khí là sẽ tăng cân luôn, thì sau đây sẽ là một số tips mà mình tích lũy được sau quá trình giảm cân. Không chỉ là 4 ngày đâu, mà là trước đấy mình cũng đã từng trải qua rất nhiều giai đoạn giảm cân rồi, nhưng mà đợt này có vẻ là khả thi nhất đấy mọi người ạ. Ok, lấy giấy bút ngay mọi người ơi. À, trước đấy thì mình cần phải nói qua về tạng người của mình nữa. Thực ra là mình giảm cân nhanh như thế là tại vì tạng người của mình là một tạng người dễ tích nước. Cho nên là sẽ có một số đặc điểm như sau, đó chính là dễ tăng cân và mặt dễ bị to. Nhưng mà có một ưu điểm là vì dễ tăng cho nên là cũng dễ giảm đó. Và chế độ ăn giảm cân của mình trong video này thì đó là nhịn ăn gián đoạn, nên chắc mọi người cũng đã từng nghe qua rồi. Intermittent fasting, nó có rất nhiều loại nhưng mà mình chọn loại 16-8. Tức là loại này thì mình sẽ nhịn trong vòng 16 tiếng và ăn thoải mái trong vòng 8 tiếng. Bản thân mình thì mình là một người mà không có thói quen ăn sáng. Mình ăn sáng thì mình sẽ hay bị buồn ngủ, và cả ngày đấy mình sẽ
kém năng suất ấy. Nên là mình thấy chế độ ăn này rất là phù hợp với mình. Cụ thể thì như mọi người thấy thì mình sẽ không ăn sau 8 giờ tối cho đến 12 giờ trưa hôm sau. Có một lưu ý đối với các bạn nào mà bị bệnh dạ dày thì cũng không nên theo chế độ này lắm, tại vì nó khiến cho dạ dày mình bị trống một trong một thời gian quá lâu thì cũng không tốt. Mình thấy cũng nhiều người áp dụng cái phương pháp này và cũng khá là ok ấy. Nên mọi người có thể tìm hiểu và áp dụng thử, nhưng mà phải hiểu cơ thể mình đã nhá. Và trong tầm đến đấy thì không hẳn là chúng ta sẽ ăn thoải mái theo nghĩa đen đâu, mà cũng phải ăn thoải mái trong khuôn khổ đấy, kiểu như thế. Ok, và sau đây là những lưu ý quan trọng để có một mùa giảm cân thành công. Thứ nhất đó là uống chanh mật ong mỗi ngày. Mình không quay mỗi ngày mình uống chanh mật ong như thế nào, nhưng mà mình có uống. Lưu ý là các bạn không nên uống chanh mật ong vào lúc đói, nên là mình lựa chọn uống sau bữa tối trước khi đi ngủ. Và nên uống chanh mật ong ấm thì sẽ tốt cho dạ dày hơn. Chanh mật ong thì ai cũng nói là có tác dụng rất là tốt rồi, kiểu nó detox cơ thể ấy. Không chỉ giảm cân mà mình thấy da mình cũng trộm vía là nó cũng sáng hơn. Hay là mình tưởng tượng nhỉ, không biết nữa. Thứ hai đó chính là đừng quá bị áp lực giảm cân ấy. Trước đây thì mình khá là áp lực về việc cân nặng, kiểu mình chỉ muốn là giảm cân nhanh nhất có thể thôi, giảm cân trong sự điên cuồng ấy. Nhưng mà đợt này thì mình cũng đã thoải mái hơn, tại vì nghỉ dịch mình có nhiều thời gian mà, nên là mình cứ giảm thoải mái thôi, giảm đến đâu thì giảm. Tại vì mình thấy một chế độ sống và ăn uống và luyện tập lành mạnh thì nó sẽ có kiểu lợi ích lâu dài ấy. Cho nên là mọi người không nên quá là áp lực phải đạt được nó trong một thời gian ngắn, mà nó sẽ cần phải là một sự kiên trì và kiểu như là coi nó như là một lối sống của mình trong một thời gian dài ấy. Và thứ ba là phải vận động. Trời ơi, cái này phải nhấn mạnh. Mọi người không thể chỉ giảm cân bằng việc nhịn ăn đâu. Nếu như thế thì người sẽ kiểu quặt ra ấy, người kiểu không có sức sống một tí nào. Nên là chúng ta phải vận động, vận động. Tập thể dục đối với mình như là một thuốc thần, tại vì nó khiến cho không chỉ cơ thể mình khỏe hơn mà tâm trạng của mình nó cũng vui hơn ấy, kiểu nó sảng khoái hơn. Mình biết là lúc mà bắt đầu tập ý, để bản thân có thể bắt đầu tập thể dục thì rất là khó, nhưng mà lúc mà tập xong ấy, mọi người hãy nghĩ đến cái lúc tập xong để làm động lực. Tại vì tập xong rất là phê, nó tiết ra cái hormone gì mình quên mất rồi, nhưng mà hormone đấy sẽ khiến cho mình cảm thấy hạnh phúc. Nên là tội gì mà không tập, đúng không? Hình như mấy người yêu nhau cũng tiết ra cái hormone đấy mọi người ạ. Cho nên là nếu mà không có người yêu thì cũng có thể tập thể dục để cảm giác như có người yêu mà. Nghe không liên quan nhưng mà về khoa học thì liên quan đấy. Ok, rõ ràng mình nghĩ ra rất nhiều tips mà sao nói ra chỉ được 3 cái nhỉ? Thôi tạm thời là như thế mọi người ạ. Nói chung là mình cảm thấy rất là vui vì mình đã giảm được cân. Nên mình muốn lan tỏa năng lượng này. Thời điểm dịch này là một thời gian khá là lý tưởng để mọi người giảm cân đấy, tại vì có nhiều thời gian rảnh mà. Nào con ơi! Cho nên là thay vì ở nhà cảm thấy chán trường và ủ rũ, chúng ta phải tập thể dục, ăn uống lành mạnh và chơi với mèo nào con ơi. Chào mọi người đi nào. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái video này của mình. Con mèo nó đang bắt mình chơi với nó rồi, nên là mình sẽ phải đi đây. Chúc mọi người giảm cân thành công nhé. Có gì thì hãy update ở comment cho mình biết nữa. Bye bye. À, nhớ subscribe tất cả trên mây nha.